và sau đó Sài Gòn Heat đánh bại được Hồ Chí Minh City Wing trong trận đấu cuối cùng của mình ở regular season. Đường truyền của Tâm Đình là Osakwe. Không được, một pha phòng thủ tốt của cao thủ Nha Trang Dolphins. Baradere skip. Đã có điểm cho Baradere. Tốc độ rất nhanh và Osakwe ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Hai tình huống tấn công. Osakwe tiếp tục vượt qua vị trí của Baradere skip một cách rất thoải mái. Anthony January. Bruno Osakwe. Đây là trận đấu thứ 13 của Osakwe tại VBA mùa này và trong 12 trận trước anh thắng tới 10 trận. Tiếp tục là để Osakwe có lần thứ hai liên tiếp chuyền bóng cho đối thủ. Nhưng ngay sau đó anh lock với Nguyễn Hoàng Phúc. Đội tấn công lại đến với cao thủ Hà Nội Buffalo, January. Có điểm cho January. Một pha xử lý tốt công ở góc không độ. Nha Trang Dolphins đang nhập cuộc không được tốt trong trận đấu này. Osakwe. Rất chính xác những điểm số của Phạm Đức Kiên. Liên tiếp những điểm số của đội Buffalo và Nha Trang Dolphins đã phải sử dụng quyền timeout đầu tiên của mình. Dolphins khởi đầu tốt hơn với pha ghi điểm của Madarius Gibbs. Và cho tới lúc này, đó cũng là tình huống dứt điểm chính xác duy nhất của đội chủ nhà trong trận đấu. Trong khi đó, Đức Kiên vừa trở thành cầu thủ thứ 3 bên phía Buffalo ghi điểm sau một đôi ngoại binh, đó là Osakwe và January. Trong tay của Hoàng Phúc. Đường truyền quá cao. Một pha để mất bóng đáng tiếc của Hoàng Phúc. Tuấn Đình. Tuấn Đình tiếp tục có thêm những điểm số cho đội. Và tất cả đều không mang về điểm số. Đình Thanh Tâm. Tâm Đình cũng quyết định ném ba nhưng không thành công. Bóng tiếp tục trong tay các cầu thủ áo trắng. Đường truyền của Đức Kiên và đa pha block rất hay của Robert Samson. Một tình huống mà Uruno Osakwe đột tặng và cần một pha ghi điểm để sốc lại tinh thần. Madarius Gibb. Vẫn đang là Madarius Gibb, một cầu thủ của Nha Trang Dolphins vừa chật chân và bây giờ là khoảng trống cho Sơn Minh Tâm. 3 điểm được ghi. Sự xuất hiện của Sơn Minh luôn là những pha ra tay rất lạnh lùng của Sơn Minh Tâm. Anh vừa ngắt chuỗi lên 12 điểm liên tiếp của Buffalo nhưng ngay sau đó là cú nhảy ném. Tỷ số bây giờ đang là 5-14 với cách biệt 9 điểm thuộc về các vị khách Hà Nội Buffalo. Huỳnh Vĩnh Quang. Hai pha ném ba thành công liên tiếp của Nha Trang Dolphins. Họ skip có yểm trợ của Samson. Tiến thẳng vào trong và bây giờ là kích ra ngoài. Cú ném của Phúc Vinh. Phúc Vinh không thành công với cú ba điểm của mình nhưng ở phía trong thì có Robert Samson của Sơn Minh Tâm và Samson đã không bỏ lỡ cơ hội. Phản công nhanh. Những điểm số ăn miếng trả miếng của Hà Nội Buffalo. 4 phút nữa. Và Darius Gibbs tiếp tục là tình huống bù người của Samson để hỗ trợ cho Gibbs. Sau đó đường truyền của Vĩnh Quang đã bị bất bại. Người steal đó là Udun Osakwe. Osakwe kiến tạo thuộc về Đinh Tiến Công. Thứ 3 trong trận đấu này dành cho Dolphins. Hơi khó hiểu cho pha xử lý vừa rồi của Sơn Minh Tâm. Đó là tình huống ghi điểm. Hiểu cho pha xử lý vừa rồi của Sơn Minh Tâm. Một pha chuyền bóng cực kỳ thông minh của Madara Skip nhưng tiếc là đồng đội lại không tận dụng được. Còn ở phía bên kia chiến tuyến thì Đinh Thành Tâm lại tâm của Nha Trang Dolphins không còn. Lại thêm một tình huống trượt ngã. Ngày hôm nay là một ngày mà có vẻ như sàn nhà thi đấu đang rất trơn. Hay là dây chằng của các cầu thủ với những cầu thủ có thể hình tương đối dày như là Nguyễn Một chỉ còn tính bằng dây. Bóng tiếp tục trong tay của Madarius Gibbs và chuyên gia phòng ngự Nguyễn Tiến Dương bên phía Pháp Lâu đã vào sân. Cú ném ba thành công tiếp theo của Dolphins ở trong bối cảnh mà họ không có sự góp mặt của Dominic Thâm. Thêm một block của Robert Samson. Tình huống steal thành công cho Gibbs. Trước đó ở game đấu 7-60 của Nha Trang Dolphins trước đội bóng thủ đô. Điểm cho Madarius Gibbs. Xuất hiện của Robert Samson trước mặt. Còn bây giờ là Madarius Gibbs. Thêm một cơ hội nữa. Madarius Gibbs đang Samson. Cơ hội của Samson. Có thêm điểm cho Robert Samson. Hai trong hiệp 2 và có vẻ họ cũng thiếu cả sự may mắn nữa. Trận run điểm 7-0 của Nha Trang Dolphins có cơ hội để được gia tăng thêm. Madarius Gibbs. Phá vào trong. Quyết định tự mình ném rổ và hai điểm nữa cho Madarius Gibbs.
khó khăn trước Robert Sampson, đặc biệt là Anthony January. January sau một vài tình huống bị block bởi Robert Sampson có vẻ như đã bị nguội tay và anh có một tâm lý không tốt khi đối mặt cùng với big man bên phía Dolphins. Còn đây là tình huống mà chúng ta xem lại pha đột phá tới từ Madarius Gibbs. Nên được thêm một điểm nào ở hiệp đấu này. January trước mặt là Sơn Minh Tâm, tiến vào trong. Đối thủ chỉ là Sơn Minh Tâm và có điểm cho January. Một tình huống cũng tương đối vất vả. Đó là Gibbs và Osakwe. Có tranh bóng. Cơ hội vẫn đang thuộc về cao thủ Nha Trang Dolphins. Tần Đình không thể cản được Robert Sampson. Và vừa rồi có vẻ như đã có lỗi điểm. Sẽ có thêm quả ném phạt nữa dành cho Robert Sampson. Robert Sampson không ghi điểm trong hiệp 1, nhưng trong hiệp 2 này anh đã có cho mình được 6 điểm và chuẩn bị bước vào một tình huống có thể là 3 point play. Cho sau khi mà Buffalo tìm lại cảm giác của mình thì chúng ta lại thấy các cầu thủ Dolphins có phần nguội tay và hai điểm tiếp theo được dành cho có sự xuất hiện của Robert Sampson để ngăn cản anh. Tiến Dương là người đang theo kèm đối với Madarius Gibbs. Rất khó chịu, vẫn là những pha phòng ngự quen thuộc của Tiến Dương. Và đây là một điểm số quá đơn giản. Một trong những pha ghi điểm dễ dàng nhất sự nghiệp của Đinh Tiến Công và Hà Nội Buffalo một lần nữa. Một tình huống mà cả Tiến Dương cũng như là Madarius Gibbs đều có những pha trượt chân. Và người được hưởng lợi là Hà Nội Buffalo với sự xuất hiện rất kịp thời của Đinh. Đây là Sơn Minh Tâm. Và pha block thuộc về Uduno, sạc block thuộc về Uduno Osakwe. Osakwe chưa ghi điểm ở trong hiệp đấu thứ hai, nhưng anh phòng ngự rất hay. Và đã có 2 điểm cho Osakwe rồi. Với tình huống mà một mình Osakwe tự làm và tự ghi điểm. Sau đó có câu trả lời thuộc về Rob. Đó là một steal cùng 3 block. Những con số thống kê rất toàn diện của Osakwe. Đây là cơ hội cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Cú ném 3 thành công thứ 4 kể từ đầu trận. Cách biệt được rút ngắn xuống chỉ còn 3. Một tình huống chạy cắt đáy tốt. Có điểm. Và có vẻ như vừa có va chạm của Robert Sampson với Phạm Đức Kiên. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Huy Hoàn. 3 điểm của Huy Hoàn. Phúc. Thực em Hoàng Phúc là Tô Ngọc Khánh. Cơ hội lên rổ. 2 điểm cho Võ Huy Hoàn. Trực tiếp tấn công của January anh đã bị rơi vào thế một chọi hai. Tay của Madarius Gibbs. Gibbs là thành viên của Dolphins trong ngày họ đã lập kỷ lục VBA với 19 cú ném 3 trong màn so tài với Đà Nẵng Dragons. Và ngày hôm nay thì Robert Sampson vừa thực hiện cú ném 3 phục. Lợi thế của Nha Trang Dolphins vẫn chỉ là một điểm. Và bây giờ là một tình huống hơn người khi tấn công của đội Buffalo. Có điểm. Anh đang kèm sát Hoàng Phúc. Những tình huống bắt người tốt của Tô Ngọc Khánh và bây giờ là cơ hội dành cho Việt Hoàng. Thêm 2 điểm nữa. Trong số 3 pha block của Osakwe ở trong nửa đầu trận đấu, có một dành cho Madarius Gibbs. Công đình rất mạnh mẽ. Đã có va chạm xảy ra và trọng tài xác định có lỗi phòng ngự của cầu thủ bên phía Nha Trang Dolphins. Vừa rồi cú ném 3 của anh đã không thành công. Đinh Thánh Tâm đường truyền cho Đinh Tiến Công và đây là Osakwe. Tâm Đinh chưa thể dứt điểm khi mà Huy Hoàn đã áp sát rất nhanh. Sau đó trong pha nhìn ném tâm trung Tâm Đinh. Đây là tình huống đối đầu của January và Sampson. Cú fadeaway không thành công của January. Vẫn có cơ hội cho các thủ đội Buffalo. Một tình huống có offensive rebound khá quan trọng của Đức Kiệt. Và chuyền bóng hay Robert Sampson. Trước mặt hoàn toàn chống trải và đó cũng sổ một tay của Sampson. Kiên đối mặt với Võ Huy Hoàn. Tập hợp giữa Tâm Đình và Đức Kiên. Một chân là tay của Đinh Thánh Tâm. Đinh Thánh Tâm và block rất tốt của Huy Hoàn. Tôi phim một pha xử lý hay của Madarius Gibbs. Cầu thủ Hà Nội Buffalo cho rằng đó là một tình huống phạm luật ngửa bóng. Nhưng cầu thủ Dolphins đã được tính. Osakwe rất nhanh. Ngay lập tức là lời đáp trả. 51-48 là của tiến công. Osakwe không được. Có rebound của January.
không có nhiều tiến công, còn khá nhiều thời gian cho Hà Nội Buffalo. Tấn Đinh đưa bóng cho Januri, có con tách và đó là một pha xử lý thành công. 5/17 field goal. Vừa rồi là một lần hiếm hoi mà Januri đã ghi điểm trong tình huống đối mặt với Robert Sampson, và tiếp tục có turnover của đội chủ nhà. Ngay lập tức Đinh tiến công, dẫn bóng lên rất nhanh. Vẫn Osakwe không có đà để lên rổ. Đó là tình huống phòng thủ thành công của Robert Sampson. Và bây giờ thì Huy Hoàng có lẽ sẽ có điểm số thứ 10 của mình. Không có một cách vô cùng đáng kể. Pha block của Januri dành cho Madarius Gibbs. Cơ hội với pha phản công nhanh cho Hà Nội Buffalo. Osakwe. Osakwe không dứt điểm mà quyết định đột phá vào phía trong, và đó là quyết định chính xác của Osakwe. Số lúc này đang là 57-51 nhưng về phía Hà Nội Buffalo. Osakwe. Pha fadeaway của Osakwe rất ngọt. Thêm 2 điểm nữa cho Osakwe. Và Darius Gibbs. Có 2 điểm cho Gibbs. Muốn đột phá chút nào. Đức Kiên đối mặt cùng với Phúc Vinh. Vẫn đang là Đức Kiên. Chưa có nhiều sự hỗ trợ cho Đức Kiên, và Gibbs là người đã cướp bóng thành công rồi. Có thêm một kiến tạo cho Madarius Gibbs và có thêm 2 điểm ấn tượng sau cú đăng rổ của Robert Sampson. Nhưng khoảng cách vào lúc này là không hề lớn một chút nào. Rất mong manh. Và buzzer beater dành cho Udo Sakwe. Đó cũng là pha ném 3 thành công đầu tiên của Buffalo ở trong trận đấu này. Trận này của Đinh Thanh Tâm. Thông số cũng khá thú vị khi mà độ ẩm được ghi nhận lúc này tại nhà thờ Nha Trang đang là 89%. Đinh đã không thành công. Phản công cho Nha Trang Dolphins. Và kiến tạo thuộc về Phúc Vinh, người ghi điểm đó là Robert Sampson. Ngày hôm nay đó đã là pha ra tay thứ 8 của anh trong trận đấu này rồi. Một pha phòng thủ tốt của Madam. Và bây giờ là cội phản công của Tiến Đăng. Có 2 điểm được ghi bất chấp những nỗ lực phòng thủ của Robert Sampson. Nha Trang Dolphins vẫn còn cơ hội, nhưng họ cần phải biết chắt chiu những đường tấn công của mình. Không phải là với một cú ném 3 như thế này của Sampson, nhưng có rebound và có block của Đinh Tiến Công. Đinh Tiến Công đang cố gắng ngăn cản Madarius Gibbs. Bây giờ người ngăn cản đó là Udomo Sakwe, và có thêm kiến tạo dành cho Madarius Gibbs. Người xử lý không thành công của Đức Kiên, và cơ hội lại đến với cầu thủ Dolphin. Rất cố gắng luôn lách. Vẫn đang là Madarius Gibbs. Thêm điểm cho Madarius Gibbs. Cần phải chắt chiu tình huống kiểm soát bóng này của mình. Sampson. Sampson quyết định ném bất ngờ. 3 điểm của Sampson. Cực kỳ tự tin. Khi mà chúng ta nghĩ về một sự chắt chiu thì Sampson lại muốn tạo ra đột biến. Một cú ném 3 cực tố là 67-65. Đó là khoảnh khắc của những ngôi sao. Chỉ những người có được sự tự tin khủng khiếp mới có thể thực hiện một cú catch and shoot nhanh đến như thế này. Và rộp Sampson đã di chuyển ra điểm trợ, một pha pick and roll. Sampson có 2 điểm cho Robert Sampson. Liên tỷ. Đúng là Januri đang thi đấu thế này thì quả thực là Hà Nội Buffalo gần như chấp thuận gọi mình, và vẫn đang có thêm tỷ số là 67-71. Cướp bóng của Januri, cơ hội để úp rổ. Thêm 2 điểm nữa. Nhà Trang Dolphins không được phép chủ quan. Cho một quả bom có sức công phá khá lớn của Buffalo. Những gì diễn ra trong khoảng 5 phút gần đây cho thấy được sức nóng dành cho Nha Trang Dolphins. Họ đã chơi rất cháy, nhưng Anthony Januri đã trở lại trong những tình huống xử lý gần đây. Cách biệt chỉ là 2 điểm thôi, 71-69. Và thời gian còn lại của trận đấu khoảng gần 3 phút nữa. Bóng trong tay các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Cơ hội ghi điểm. Và đó là những điểm số của... Ngày hôm nay không thể nói là một trận đấu tốt của cả Dolphins lẫn Buffalo. Những xử lý của Phúc Vinh, giữ bóng hay. Sơn Minh Tâm đường chuyền, đó là một lựa chọn chính xác. Sơn Minh Tâm không nên đối đầu với Januri, sẽ không vội. Vẫn đang là Huỳnh Vĩnh Quang pump fake đường chuyền. Madarius Gibbs ghi điểm tốt của Madarius Gibbs. Dolphins vẫn đang làm rất tốt trong khoảng thời gian cuối của hiệp đấu thứ tư, và đó là một tình huống đột phá dũng mãnh của Odun Osakwe.
Đây là tình huống ghi điểm trước đó của Gibbs và ngay lập tức có câu trả lời. Dolphin cũng đã muốn dừng lại. Hà Nội có pha lầu thì cũng sẽ không cố phạm lỗi nữa. Rất có thể vào ngày 8 tháng 9 tới thì Hà Nội Buffalo sẽ lại là gương mặt làm khách tại nhà thi đấu của Đại học Nha Trang, khi mà bây giờ họ sẽ không còn quyền tự quyết cho vị trí hạt giống số 1. Chiến thắng dành cho Nha Trang Dolphins, họ cũng sẽ không thay đổi vị trí hạt giống số 3 của mình. Tuy nhiên,